tới nếu như mà tình hình dịch bệnh có thể được kiểm soát, chúng tôi sẽ xem xét lại để có quyết định thiết lập vùng cách ly diện rộng hẹp hơn để đảm bảo cái nhiệm vụ chính hiện nay, đó là chúng ta phải thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách thắng lợi. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng phải thực hiện tốt cái phương châm, đó là phát triển kinh tế. Xin nhắc lại với các bạn là cái bệnh nhân 266 dương tính với COVID-19 là từ ngày 8 tháng 3 là bệnh nhân này đi chăm mẹ ở bệnh viện Bạch Mai. Sau đấy về thì hôm qua thì phát hiện là dương tính với COVID-19 nhé. Đây là khoảng bệnh nhân thứ 45 liên quan đến ổ dịch ở Bạch Mai. Hiện tại thì mọi hoạt động ra vào thôn của người dân đã được kiểm soát rất chặt. Người dân không có việc gì thì không thể đi ra khỏi thôn cũng như ra khỏi xã. Hiện tại xã Dũng Tiến đã lập 10 chốt kiểm soát chia thành 3 vòng ở trung tâm dịch cho đến vòng giữa và vòng ngoài. Xin nhắc lại là hiện tại phóng viên của VTC News đang có mặt tại thôn Đông Cửu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, nơi phát hiện cái bệnh nhân 266 dương tính với COVID-19. Để biết thêm những cái thông tin mới nhất thì mời quý vị có thể truy cập vào vtc.vn cũng như là fanpage của báo cũng như là YouTube của báo ở địa chỉ là youtube.vtc.vn. Phóng viên của VTC News đang trực tiếp có mặt tại nơi mà phát hiện cái bệnh nhân 266. Hiện tại thì đây đang phun khử khuẩn từ từng nhà một. Công tác phun khử khuẩn từng nhà một đây.
phun thuốc rồi thì ở ngoài nó phun về nhà hết đi. Thế cô ơi. Thế cô ơi. Làm cắt thì xong rồi ra. Ôi. Thưa quý vị các bạn, đây là cái ngõ mà lối vào nhà của cái bệnh nhân 266.